Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một bộ dụng cụ nạo rau củ quả đa năng. Một bộ dụng cụ của nó gồm có 4-5 lưỡi bào. 5 lưỡi bào này. Một rổ này. Một rổ. Và một chậu. Đấy, chúng ta có thể cho nước vào đây để ngâm các loại rau củ để cho nó khỏi bị thâm nhé. Và một cái tay cầm. Sau đây em sẽ thử cho mọi người xem này. Em sẽ nạo cho mọi người xem nhé. Rất nhanh, gọn nhẹ và không sợ phá tay nhé. Đây, khi mà chúng ta còn ít, chúng ta có thể cắm vào đây để chúng ta nạo. Đấy, không bao giờ sợ vào tay luôn. Rất là nhanh, tiện lợi. Mọi người có thể sử dụng bào sợi nhé. Đây, cái này là bào tạo hình đây ạ. Cũng là bào miếng nhưng nó sẽ có đường vân đẹp hơn này. Đây, cho mọi người xem nhé. Bào sợi đây. Bào sợi rất là đều đây ạ. Và có cả bào miếng đây. Miếng nào ra miếng đấy. Rất là nhanh, tiện lợi, ai cần liên hệ với em nhé.